Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu mọi người về cái máy máy nghiền là TL3300. Máy nghiền này thì búa nó bằng hợp kim carbon nên là chống màu vào mòn, chống han gỉ. Đây mình sẽ giới thiệu luôn về cái cấu máy này. Đây là kết cấu máy rất là dày dặn chắc chắn nhá. Kể cả nó thép này nó rất là dày dặn chắc chắn này. Đấy, tấm thép này rất là dày này. Bố lấy hộ con cái thước kẹp, thước kẹp sẽ là mấy ly này. Đó, búa này bằng hợp kim carbon nên rất là bền, chống bào mòn. Ở giữa những cái khe này lại có thêm những cái răng đập này nữa, rất là chắc chắn. Sàng thì theo máy có một sàng trong máy này và một sàng sơ cua ở ngoài. Sàng là có các cỡ ly là 0,5, 0,6, 0,8, 1, 2 ly. Đó. Đây, những cái chi tiết này cũng rất là chắc chắn này. Hai bên đều đóng bi này. À, đấy là về phần kết cấu máy. Và khi mình đưa nguyên liệu vào này, đưa từ trên này xuống này. Đây, ví dụ như hạt ngô nó nhỏ thì mình có thể chỉnh ở cái này. Đưa xuống, đưa nhiều ít thì đưa từ đây. Và cái này nó có thêm cái phần hút. Khi máy hoạt động nó sẽ tự hút cái nguyên liệu vào. Và khi mình lắp cái máng này thì cho nó hơi dốc lên một tí thì nó sẽ tự chảy xuống nhé. Đó. Rồi, và có thể mình nâng cả cái này lên. Nếu mà ví dụ như sắn băm thì mình nâng cả lên. Đó. Cái này thì nó có hai đường ra nguyên liệu. Một là cái đường này. Thì mình sẽ cho cái bao vào đây. Đường thổi lên trên nhá. Đây là nó thổi nguyên liệu ra. Thì mình sẽ phải đóng cái này lại này. Đóng cái này lại. Đây nó có cái tấm này để đóng lại này, để chặn lại để không cho nó ra bên dưới này nữa. Và còn một cái đường nữa là đường dưới này. Dưới này thì mình sẽ cho nguyên liệu ra dưới này. Thì mình sẽ phải mở cái tấm này ra. Đây, bỏ cái tấm này ra, tấm chắn này ra thì nguyên liệu sẽ rơi xuống đây. Đó. Và về phần động cơ. Động cơ này bên mình là động cơ motor của một dây đồng 100%, 3kW và vòng tua là 2009. Đó, dây đồng 100% nhá. Đây. Đó. Bây giờ sẽ cắm điện để thử đây. Quay. Giờ cắm điện để thử nhá. Cắm vào thì mọi người nên để cho nó khoảng tầm 5 đến 10 giây để cho nó máy sạch.
đây là nguyên liệu ra này, siêu mịn luôn. Đấy, siêu mịn. Đây đâu ạ, dưới sàng to là 2 ly, to nhất là 2 ly. Đấy, nó hơi dốc xuống là nó hút vào này, nguyên liệu nó hút vào. Thôi,